Cuộc chiến tranh giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, ekip Y Dược tố Uni ăn cắp tên gọi. Uni nhẹ nhàng lên bài nhắc nhở tên gọi 16 năm tuổi đời. Từ 2008 Hoa hậu Uni đã đeo sash Hoa hậu Hoàn vũ chứ không phải Miss Universe. Tiên đế cho từ phế hậu, bổn cung vẫn là chính cung. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính là Hương Thảm 24 Việt Nam. Tưởng chừng sau khi Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Việt Nam 2024, thì mọi chuyện đã êm đẹp vì kết quả xứng đáng. Thế nhưng một người được dân mạng đồn đại là, ekip của cặp đôi Y Dược đã tạo nên sóng gió với bình luận gây tranh cãi về tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ. Cụ thể dưới một bài đăng về tân Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, có khán giả thắc mắc về danh hiệu của Kỳ Duyên là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hay Miss Universe Việt Nam. Thì nhân vật kia đã đáp lời, khẳng định trước đây hai cái tên là một, Miss Universe Việt Nam là tên tiếng Anh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, người này còn khẳng định Unimedia đã ăn cắp tên gọi đi đăng ký bản quyền. Bình luận của nhân vật được đồn thổi là ekip của cặp đôi Y Dược nhanh chóng tạo nên sóng gió trong các nhóm fan sắc đẹp Việt Nam, thu hút nhiều luồng ý kiến trái chiều của dân cư mạng. Nhiều trang thông tin cộng đồng lớn còn đăng tải hình ảnh và gọi Kỳ Duyên là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Giữa cuộc chiến tranh giành tên gọi, trang chủ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chỉ nhẹ nhàng đăng lại hình ảnh 6 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trên các tấm ảnh mọi người ai cũng có thể thấy từ những năm 2008, Thùy Lâm đã đeo sash Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đến 2023 khi Xuân Hạnh đăng quang cũng đeo sash Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chứ không hề đeo sash Miss Universe Việt Nam. Nếu bạn chú ý kỹ, sau khi đổi chủ, Bùi Quỳnh Hoa và mới đây là Nguyễn Cao Kỳ Duyên chỉ đeo sash Miss Universe Việt Nam, còn Xuân Hạnh của nhà Unimedia mới chính là người đeo sash Hoa hậu Hoàn vũ. Còn nhớ sau sự kiện ký kết hồi tháng 2 năm 2024, trang Facebook của công ty cổ phần thương mại Hoàn vũ Việt Nam được đổi tên từ Miss Universe Việt Nam thành Miss Universe Việt Nam Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ông Trần Việt Bảo Hoàng đại diện Unicorp khẳng định bất cứ cá nhân, tổ chức nào đang hoặc dự định sử dụng tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là hành động thiếu chuyên nghiệp và sẽ quyết liệt lên án, hành động để bảo vệ thương hiệu của mình. Ngày 28 tháng 2, đơn vị chủ quản mua công ty GKN Global Group gửi thông tin đến một số đơn vị truyền thông Việt Nam. Theo đó, Mark Dan Elio, giám đốc pháp lý của GKN cho biết từ ngày 20 tháng 2, SG Unicorp không có quyền sử dụng tài sản trí tuệ của đơn vị này, vì giấy phép không được gia hạn và việc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào, bao gồm tên Hoa hậu Hoàn vũ và bản dịch tiếng Việt là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam phải dừng lại. Đơn vị này khẳng định mình là chủ sở hữu hợp pháp của tên gọi Miss Universe Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, và sẽ thực hiện mọi hành động pháp lý để bảo vệ tài sản trí tuệ. Phản hồi về thông tin này, tối 28 tháng 2, SG Unicorp tiếp tục gửi thông cáo đến báo chí để làm rõ vấn đề. Đơn vị này cho biết, từ ngày 18 tháng 2 năm 2023 đã thay đổi tên gọi và nhận diện để tách biệt hai thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Miss Universe Việt Nam, trên tinh thần tôn trọng quyền sở hữu thương hiệu Miss Universe của GKN Global và thương hiệu Miss Universe Việt Nam của đơn vị sở hữu bản quyền mới. Đồng thời, đơn vị này tiếp tục khẳng định quyền sở hữu với thương hiệu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đơn vị này cho rằng, việc bảo hộ của tổ chức Miss Universe tại Việt Nam chỉ bao gồm tên thương hiệu và nhãn hiệu Miss Universe. Cuộc thi với tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được tổ chức nhiều năm qua hoàn toàn độc lập, không thuộc phạm vi bảo hộ và sở hữu của tổ chức Miss Universe trên GKN Global.